À, xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình của công ty học tân đại chương trình với Chí Minh. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng khi được chúc mừng em Từ Quang Huy vừa đạt được visa du học Mỹ trong tháng này. Xin chào em Huy. Em có thể giới thiệu sơ về mình không, rồi em qua bên Mỹ em học ở trường nào? Em tên Từ Quang Huy, 16 tuổi. Hiện em đã xin được đậu visa của nước Mỹ và em sẽ định học trường Maranatha Christian School tại bang San Diego, California. Rồi, vậy em có thể cho chị biết cái cảm nhận của em khi mà em biết được rằng mình đậu được cái visa nước Mỹ là như thế nào nè? Chị là em rất vui và cả gia đình em cũng rất vui và sau khi biết được tên visa, nhà em cũng bắt điện thoại lên kéo đi là em đậu visa rồi. Cảm giác nó lần 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 quá. Rồi, vậy thì khi mà vô phỏng vấn á thì lãnh sự quán có hỏi những câu khó không? Hay là trong đó em có run không? Với lại ba em có vào phỏng vấn cùng với em không? Ba trong phần công nhân này thì lãnh sự quán hỏi có vài câu là ở bên Mỹ có người thân hay không, và bản địa và passport hộ chiếu. Ngoài ra còn hỏi ba em là có nhận con nuôi hay không, chọn trường ở bển là được chọn trường tư, không được chọn trường công, bởi vì như vậy là sai quy tắc của người Mỹ. Và lúc đó thì hai cha con đều trả lời được đúng không? Rồi vậy thì trong đó thì em cảm giác luôn khi đó chị hạnh của em có đôi khi hơi run, nhưng khi mở miệng chào người nói thì có vẻ là bình thường. Rồi, vậy thì tiếp theo, nếu như mà có những bạn mà muốn đi du học Mỹ nữa hoặc cũng muốn đi phỏng vấn như em vậy đó, thì em có lời khuyên nào cho các bạn chứ mình, các bạn có thể đạt được cái visa du học Mỹ như em không? Em có lời khuyên là các bạn nên trao dồi tiếng Anh, vì lãnh sự quán chú trọng nghe tiếng Anh hơn. Và chú ý là bắt bò là đã có đi du lịch hay chưa, để chứng minh sự tài chính của mình là đủ cho đi du học nước ngoài. Rồi, còn cái câu hỏi cuối cùng chị muốn hỏi em là trong suốt cái quá trình em làm hồ sơ du học Mỹ tại công ty Tân Đại Dương thì em cảm giác như thế nào? Em cảm giác rất là đặt niềm tin vào công ty này và cảm ơn chị An và anh Coi đã hỗ trợ em và ba em trong suốt quá trình làm hồ sơ tại công ty Tân Đại Dương. Rồi, cái điều cuối cùng chị muốn là chúc cho em sẽ là đi qua Mỹ sẽ đạt được rất nhiều thành công, cũng như là sẽ học tập thật tốt và sẽ đạt được những cái niềm mơ ước trong tương lai của mình.